bổ sung đó chính là những cái mặt nạ. Và hầu hết trong những cái túi nhỏ của Hương này thì đều có những cái sản phẩm mặt nạ giống kiểu như thế này. Vào mùa hè mà không đi du lịch, không đi biển thì thật sự là có lỗi với mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên nếu chúng ta đi du lịch và đi biển mà không biết cách skincare hay là chăm sóc da thì công sức chăm da một năm trời của chúng ta có thể đổ xuống sông, xuống bể. Chúng ta có thể gặp tình trạng là da bị sạm nám này, là da chúng ta có thể kích ứng, đỏ rát, thậm chí là nổi mụn hơn rất là nhiều. Vì vậy chị em đừng bỏ qua video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em những cái lưu ý vô cùng quan trọng và những cái sản phẩm skincare chúng ta nên mang khi chúng ta đi biển là gì để giảm tình trạng là da sạm nám, bong chóc, nổi mụn khi mà chúng ta đi biển nha. Và trong video ngày hôm nay Hương sẽ chia làm hai phần chính. Phần đầu tiên là những cái lưu ý khi chúng ta chuẩn bị đi du lịch và phần thứ hai là những cái sản phẩm chúng ta nên mang theo là gì. Chúng ta cùng bước ngay vào những cái lưu ý vô cùng quan trọng nha. Lưu ý đầu tiên là hãy ngưng lại các sản phẩm treatment khi chúng ta chuẩn bị đi du lịch. Hầu hết chị em chúng ta đều treatment bằng những cái sản phẩm như là AHA, BHA hay là retinol, thì bản thân những cái thành phần này nó đã khiến da chúng ta nhạy cảm hơn rất là nhiều khi tiếp xúc với tia UV và ánh nắng mặt trời rồi. Mà khi chúng ta đi du lịch này hay đi biển này, không thể nào tránh khỏi việc là chúng ta sẽ tiếp xúc với ánh nắng, là chúng ta có thể chụp ảnh này hay là đi bơi này hay là đi chơi ngoài trời. Vì thế nếu chúng ta vẫn dùng những sản phẩm treatment này thì Hương tin chắc rằng sau khi về thì làn da chúng ta có thể đen sạm đi vài tông, thậm chí là da chúng ta còn bị tăng sức tố nhiều hơn. Vì vậy sau khi mà chúng ta đi biển ấy, thì Hương thường chia sẻ là hãy tạm ngưng lại sản phẩm trước khoảng tầm 3 ngày và trong quá trình chúng ta đi biển này. Sau đó về nhà khoảng tầm 1 đến 2 ngày rồi dưỡng da trở lại, da dịu dàng trở lại rồi thì bắt đầu chúng ta mới quay trở lại với treatment. Lưu ý thứ hai là trước khi chúng ta đi biển hãy tập trung vào việc cấp ẩm và phục hồi cho làn da. Sau khi chúng ta ngưng lại các sản phẩm treatment thì việc chúng ta cần làm có thể là cấp ẩm thật là nhiều bằng các loại serum như là HA này, B5 này, niacinamide này và đắp mặt nạ cho làn da để làm sao da chúng ta sẽ có một cái trạng thái khỏe nhất khi chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi du lịch. Lưu ý thứ ba là chúng ta tránh chụp ảnh vào những cái khung giờ nắng gắt, là khung giờ buổi trưa này, khoảng tầm từ 11 giờ đến khoảng tầm 2 giờ chiều, là cái hàm lượng cái tia UV nó chiếu xuống rất là nhiều và rất là cao. Và nếu chúng ta chụp ảnh vào khung giờ này thì Hương nghĩ rằng là tình trạng sạm nám của chúng ta nó sẽ lên rất là nhiều. Và nhất là bạn nào đó gặp tình trạng là da bị nám này hay là bị tàn nhang này thì sau khi chúng ta đi du lịch về, thậm chí là tình trạng da chúng ta tái phát trở lại ngay như cũ mặc dù đã điều trị một thời gian rất là dài rồi. Lưu ý thứ tư là chúng ta sẽ nên bỏ túi một cái sản phẩm, đó chính là gel lô hội. Thì đây là sản phẩm khá là rẻ thôi, chị em có thể tham khảo cái hũ này. Đâu đó giá thành chỉ khoảng tầm là, hình như không nhớ lắm chính xác, khoảng tầm trên 100 hay là 200 nghìn đồng gì đó. Nhưng mà khi chúng ta đi du lịch hay đi biển này thì thường chúng ta sẽ có thể diện những cái bộ bikini. Khi đó thì da chúng ta sẽ có tình trạng là bị đỏ rát này, bị bỏng nắng hay là cháy nắng đó. Thì chúng ta sẽ dùng ngay cái sản phẩm gel lô hội này, chúng ta sẽ massage lên trên làn da và đắp lên như vậy thì tình trạng bỏng nắng và cháy nắng, phồng rộp da nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Rồi phần thứ hai là chính là những cái sản phẩm skincare cho da mặt chúng ta nên bổ sung là gì. Và trước khi bước vào phần vô cùng quan trọng này thì đừng quên rằng hãy bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube ở phía dưới. Sản phẩm đầu tiên là nhóm sản phẩm làm sạch da, thì tẩy trang và giữ rửa mặt là cái nhóm sản phẩm không thể thiếu được rồi. Thông thường thì những cái sản phẩm này sẽ có cái dung tích khá là lớn. Vì thế mà khi Hương đi du lịch hay đi biển thì sẽ thường chiết ra những cái chai nhỏ giống kiểu như thế này. Đây là sản phẩm sữa rửa mặt này. Hay có thể là có những cái size mini như này. Ví dụ đây là sản phẩm tẩy trang, cái size mini chị em nhé. Đó, chị em mình có thể tham khảo hai cách này. Bởi vì hầu hết là những cái sản phẩm sữa rửa mặt và sản phẩm tẩy trang này chúng sẽ không bị oxy hóa. Do vậy chúng ta có thể chiết thoải mái giống như thế này. Và khi chúng ta chiết nhỏ như thế này chúng ta mang đi thì sẽ tránh được cái việc là chúng ta bị đổ cái sữa rửa mặt và tẩy trang ra ngoài cái dụng sản phẩm của chúng ta. Từ đó khiến cho cái việc mang đi nó vừa gọn nhẹ rất là nhiều, chỉ cần bỏ trong một cái túi như này thôi là đã xong rồi. Và đối với những cái sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt, chúng ta sẽ tránh dùng cái sản phẩm là sữa rửa mặt có AHA hay là BHA, tức là một số treatment nhẹ nhàng ở trong sữa rửa mặt, mà chỉ nên dùng những cái sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ thôi. Rồi chị em mình đang sử dụng sữa rửa mặt của hãng nào hay là sản phẩm tẩy trang của hãng nào, mình có thể comment chia sẻ phía dưới nha. Sản phẩm thứ hai chúng ta nên bổ sung mang theo là chính là các loại serum. Hương có thể mang theo những loại serum như là serum có chứa HA, serum có chứa niacinamide hay là serum có chứa B5. Thì hầu hết những cái sản phẩm serum này có dung tích nó khá là nhỏ, khoảng tầm 30ml thôi. Do vậy Hương sẽ mang theo cả cái chai này. Và những loại serum này sẽ hỗ trợ chúng ta là gì? Thứ nhất là cấp ẩm cho làn da, tránh tình trạng da chúng ta bị khô này, căng này. Thứ hai là sẽ hỗ trợ thêm một phần nữa là khôi phục thêm cái hàng rào bảo vệ da, khiến da chúng ta khỏe hơn nữa. Sản phẩm số 3 vô cùng quan trọng đó chính là kem chống nắng. Và nếu chúng ta mà đi du lịch mà không có kem chống nắng thì Hương tin chắc là sau khi đi du lịch về da chúng ta có thể đen đến khoảng tầm 2 đến 3 tông. Và sau đó rất là lâu, thậm chí là vài tháng trời đến cả năm ấy, thì da chúng ta cũng có thể khó hồi lại cái tình trạng ban đầu, mặc dù chỉ hồi lại một xíu thôi. Đối với kem chống nắng chúng ta sẽ có hai sản phẩm kem chống nắng. Sản phẩm đầu tiên là sản phẩm kem chống nắng dành cho da mặt.
Và khi mà chúng ta đi biển này, thì hãy lưu ý rằng là sẽ bôi kem chống nắng tần suất nhiều hơn. Có thể khi ở nhà Hương từng chia sẻ rằng là chúng ta sẽ bôi khoảng tầm 2 lần một ngày, buổi sáng buổi trưa, hay là chị em nào đó chăm chỉ thì là buổi chiều, tức là 3 lần đúng không? Nhưng mà khi chúng ta tiếp xúc ngoài trời trực tiếp như vậy thì ít nhất khoảng tầm 2 tiếng chúng ta sẽ nên bôi lại một lần. Và chúng ta sẽ bôi cái lượng thật là dày nhé, khoảng tầm là 2 đốt ngón tay trên một lần bôi, như vậy mới đủ được. Ngoài ra chúng ta sẽ nên có những sản phẩm kem chống nắng dành cho body riêng. Bởi vì là nếu mà chúng ta dùng cái sản phẩm kem chống nắng cho mặt này mà bôi cho body này thì không biết là bao nhiêu mới đủ được. Ngoài ra là những sản phẩm kem chống nắng cho body này thì thứ nhất là giá thành rẻ hơn rồi, nhưng thứ hai là chúng sẽ ở cái dạng xịt giống như thế này. Và chúng ta xịt lên trên da rất là nhanh thôi, chỉ khoảng tầm là 5 phút là xong toàn bộ body rồi. Sản phẩm thứ tư nên bổ sung đó chính là những cái mặt nạ. Và hầu hết trong những cái túi nhỏ của Hương này thì đều có những cái sản phẩm mặt nạ giống kiểu như thế này. Thông thường chúng ta đi chơi cả một ngày dài ấy, thì da chúng ta có thể rất là mệt mỏi rồi, thì buổi tối chúng ta có một cái miếng mặt nạ như này đắp lên trên làn da của chúng ta thì sẽ khiến da chúng ta được thư giãn hơn, giảm tình trạng là da chúng ta bị kích ứng. Hoặc là nếu chị em nào đó gặp tình trạng là da bị đỏ rát hay là cháy nắng này, thì khi chúng ta có miếng mặt nạ này thì tình trạng đỏ rát cháy nắng này nó sẽ giảm ngay lập tức. Và nếu như không có miếng mặt nạ này thì có thể tình trạng này có thể nặng nề hơn rất là nhiều. Và rất là nhiều chị em mình khi chúng ta đi du lịch, chúng ta không mang theo mặt nạ này, chúng ta đi ra ngoài cái hàng tạp hóa hay là siêu thị nhỏ để chúng ta mua, thì hầu như sẽ không tìm được những cái sản phẩm mặt nạ chúng ta đang sử dụng hàng ngày. Đôi khi còn có thể gặp những cái hàng kém chất lượng, và từ đó khiến tình trạng da chúng ta bị kích ứng rất là nhiều. Và sau khi mà Hương đi du lịch thì sẽ chuẩn bị những cái túi nhỏ như này, thì người ta rút tất cả những cái sản phẩm vào đây, từ kem đánh răng, người bàn chải hay là những cái sản phẩm serum như thế. Tức là chị em có thể nếu mà mình đi du lịch dài ngày hơn hay là mình có nhiều sản phẩm hơn thì có thể có những cái túi như thế này. Rồi, và trên đây chính là chia sẻ của Hương về cách chăm sóc hay là những cái lưu ý vô cùng quan trọng khi chúng ta đi du lịch hay đi biển, chúng ta sẽ chăm sóc da như thế nào. Và chị em mình đang có khó khăn gì trong quá trình skincare, hãy để lại comment phía dưới để Hương hỗ trợ nha.